kêu mời, được trang bị dũng mãnh bằng tinh thần mới, tôi che Việt Nam hăng hái xây thế hệ ngày mai. Cùng đi với các thiếu nhi, cùng đi với Chúa Kitô, nguồn sống thánh thế chan hòa, là lý tưởng của người thiếu nhi hôm nay. Thiếu nhi Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới, thanh hoa môi trường rèn những khả năng phi thường, bằng nguyện cầu hy sinh và một màu khi mới, tôi che Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam, tôi che Việt Nam đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam.
trong bên kia xem, ô hai ai đang lon ton, hóa ra là chiến con. Hu ha yeah 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 yeah, hu ha yeah yeah. Trong bên kia xem, ai men ai hay siêng năng, đó chính là ấu nhi khăm san. Hu ha yeah 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 yeah, hu ha yeah yeah. Cất tiếng hát nào, hát mãi khúc ca yêu Ngài. Hãy đến gợi kèm Giê-xu hoặc Kitô, dưới những phép màu lấp lánh anh tôn nhan Ngài. Hãy đến gợi kèm Giê-xu hoặc Kitô. Trong tôi bên đây cũng là khăn xanh trên vai, nhưng lại là thiếu như xinh trai. Hu ha yeah 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 yeah, hu ha yeah yeah. Cất tiếng hát nào, hát mãi khúc ca yêu Ngài. Hãy đến gợi kèn Giê-xu hoặc Kitô, dưới những phép màu lấp lánh anh tôn nhan Ngài. Hãy đến gợi kèn Giê-xu hoặc Kitô. Trong tôi bên đây khăn áo tung bay hiên ngang, dân thân là hiệp sĩ. Trong bên đây xem, ai luôn hăng say ra khơi, hóa ra là vào đời. Hu ha yeah 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 yeah, hu ha yeah yeah, hu ha yeah 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 yeah, hu ha yeah yeah. Trong bên kia xem, ai luôn hy sinh yêu thương, đó chính là huynh trưởng. Hu ha yeah 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 yeah, hu ha yeah yeah. Cất tiếng hát nào, hát mãi khúc ca yêu Ngài. Hãy đến gợi kèn Giê-xu hoặc Kitô, dưới những phép màu lấp lánh anh tôn nhan Ngài. Hãy đến gợi kèn Giê-xu hoặc Kitô. Hãy đến gợi kèn Giê-xu hoặc Kitô, dưới những phép màu lấp lánh anh tôn nhan Ngài. Hãy đến gợi kèn Giê-xu hoặc Kitô. Cất tiếng hát nào, hát mãi khúc ca yêu Ngài. Hãy đến gợi kèn Giê-xu hoặc Kitô, dưới những phép màu lấp lánh anh tôn nhan Ngài. Hãy đến gợi kèn Giê-xu hoặc Kitô. Cầu hy sinh và một màu khi mới, tôi
trẻ Việt Nam, đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam. Tuổi trẻ Việt Nam, đem Chúa cho giới trẻ Việt Nam. Việt Nam đứng lên trong giai đoạn mới.